Chào các bạn nha. Hôm nay là ngày cuối tuần. Đây là chùa cũ nè. Sung lắm. Cũ ngày hiện tại giờ 2,6 mấy, 2,7. Đang đi lông cũng gần xong còn bộ đuôi. Còn bộ đuôi nữa là hoàn thành. Các bạn xem nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Cú này mặt rất là đẹp nha. Cú vàng. Các bạn xem nhớ Úc nhấn nút đăng ký like cho mình nha. Đăng ký kênh. Rồi xin chào tất cả các bạn nha.